test về cái Edge 135 mới làm full nồi thái bên độ xe thăm đó, quá giọt chủ xe. Xe này mình làm full nồi dinh thái Edge 135 à. Giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi thái, xe này thì chạy bình tình trạng là các cô không hết nha. Sáng nay mình cho anh em coi tham khảo hình bộ nồi thái luôn. Thì cái phần cái nồi cũ thì bị tình trạng là tuột nồi rồi, tuột nồi các con hết nha. Phần chục con ti con thì bị bể mẻ nè, bị bể mẻ nè đó, bóp con chút xíu à, cắt chủ xe nó cắt yếu lắm, không cắt được hết nha đó, bể mẻ hai chục con ti con ha. Hai nhôm nồi chủ xe thì bị tình trạng là mòn lõm xuống nè, không còn cái độ phẳng nữa nha đó, mòn lõm xuống nha. Rồi phần cái bố sắt chủ xe thì bị là mòn chai này, không còn cái độ bám nữa đó, cháy đèn thui thì tăng ổn định nha đó, rất là dơ ha. Rồi phần cái chuồng heo nồi sau thì bị tình trạng là rơ chuồng heo, rồi chuồng heo bị rơ nha đó, anh thấy sụp xịt rất rơ nha. Này thì mình quay cận cảnh cho anh em tham khảo luôn. Rồi về cái phần cái bộ nồi thái thì mình đi cùng với anh em luôn nha, đầy đủ chủ xe gồm là hai nhôm nồi zin thái nè, với sơn nguyên trắng đẹp nha, không có chủ xe luôn đó. Đi cho chủ xe combo là phần là bốn bố zin thái đó, combo là bốn bố zin thái ha, 1 2 3 4 ha, bốn bố zin thái ha, bao đẹp cho anh em đi sắt zin thái luôn, combo là ba sắt bốn sắt zin thái nè đó, 5 bố 4 sắt nha anh em ha đó, 1 2 4 ha, bốn sắt zin thái trắng mình trong kinh nha đó. Đi kèm cho anh em là chục con ti côn zin thái đó, chục con ti côn zin thái nè, bao đẹp cho anh em full zin thái luôn, quá đẹp ha, trắng mình nhập kinh nha đó. Kèm lò xo đồng đền chủ xe nha. Rồi phần lò xo mà sẽ đi là bốn cái lò xo nào mới luôn đó, anh em mà muốn bảo dưỡng bộ nồi thái thì ghé bên độ xe Việt Nam, mình sẽ lên cho anh em có hình bộ nồi ấy ha. Chuồng heo thì mình đã thay full nguyên bộ cao su nồi chủ xe luôn, bao êm cho anh em. Rồi chào anh em. Rồi chào anh em Exeter nha, giới thiệu với anh em cấu hình làm bộ nồi thái combo này, đi full cấu hình nồi zin thái luôn. Đầu tiên anh em sẽ cho phần cái đế nồi vô nha, tới lồng đền chặn phe mình bắn thắng nồi và lắc kềnh và chặn phe. Tới phần cái sắt, sắt thì nó có hai chiều, anh em để chiều côn nằm trong, còn có chiều bén nằm ngoài nha đó. Tới bố thì có hình là bố sắt nha, 5 bố 4 sắt và 4 là xo nồi. Sắt thì có hai chiều đó, anh em để cái chiều côn thì nằm trong cho nó dễ lắp ha đó, và lắp đúng kỹ thuật luôn. Rồi tới bố nha, lắp đều đúng có hình là 5 bố 4 sắt. Rồi tới lá bố nha anh em, tới lá sắt cuối cùng và lá bố cuối cùng đó, anh em cứ lắp xen kẽ 1 bố 1 sắt ha. Xe này thì nó đi là 5 bố 4 sắt, còn những xe quay rim thì nó đi chỉ là 4 bố 3 sắt thôi đó. Rồi tới mặt nhôm nồi mình sẽ cho phần cái ti côn nhỏ bên kia qua. Rồi tiến hành là cho phần cái mặt ép nồi vô, tới 4 lò xo. Lò xo thì có hai chiều, anh em để chiều lớn nằm trong, còn cái chiều nhỏ nằm ngoài nha. Chút nữa mình sẽ qua bên kia chỉ cho anh em cách định tâm cánh buồm chụp côn với cánh buồm lốc máy nha. Rồi tiến hành là vặn 4 con tán xiết 4 lò xo nồi vô. Anh em lưu ý mình sẽ vặn bằng tay và định tâm lò xo nồi nha. Đó, định tâm 4 lò xo nồi ngay thẳng, tiến hành xiết bằng tê. Nguyên tắc thì xiết đối chiếu nhau, con này đối chiếu bên kia, và xiết từ từng con một. Rồi tiến hành xiết bằng tê nha, thì mình sẽ xiết đều từng con một. Nguyên tắc là đối chiếu nhau, con này sẽ đối chiếu con kia. Đó. Sau khi vặn xong mình tiến hành là chỉnh nồi nha, chút nữa mình sẽ chỉ cho anh em luôn. Rồi tiến hành ở bốc nồi mình sẽ test cho anh em coi có hình cái bộ nồi thái chiếc Edge 135 nha. Rồi cảm ơn anh em. Test về chiếc Edge 135 mới làm full bộ nồi thái bên độ xe thăm đó, quá giọt chủ xe. Xe này mình làm full nồi zin thái luôn, thay luôn chủ cái xe là phần chục con ti côn zin thái nha đó. Các con hết rồi, giờ mình làm lại là các con bao nhẹ nhàng ha, chạy rất giọt nha, bốc ha đó, nhích nhẹ lên chủ xe quá ok. Đó, quá ngon cho anh em ha. Đó, anh em mà muốn làm nồi thái chống dòng chạy bốc thì ghé bên độ xe Việt Nam nha, mình nhận làm cho anh em bộ nồi thái ưng ý, chạy bao bốc bao nhẹ xe luôn, quá ok, quá ngon nha ha. Đó, full zin nồi thái nha, nhích lên ha, quá giòn quá đã nha ha. Đó, full zin nồi thái chạy bao bền nha, nồi này mình đi full nồi thái luôn, đi zin thái nha, do mình không làm nồi độ nha, zin thái chạy bền bốc nhẹ xe, độ bền rất lâu nha, nồi thái này bền nhất rồi, không có nồi nào bền hơn ha. Đó, bao ok cho anh em. Anh em mà muốn đi chơi đi tour đi phượt mà làm nồi thái thì rất ngon nha, không có sợ bị leo dốc bị tuột nồi ha. Con này thì bao bóc cho anh em đó. Chủ xe thì bị nói là cắt côn không hết rồi chạy tuột nồi, nhưng mình làm lại cái phần nồi này thì bao ok đó, bao ngon là cành đào cho chủ xe đó, cùng nhẹ nhàng đó, nhích lên ha, quá ok cho anh em full nồi thái. Rồi mình cảm ơn anh em Exeter nha, chào anh em ha.